Nè, em mới rồi bầu cho chị này, thuê bầu ấy thì phải bầu một loạt luôn, cả cái mầm ngắn này thì người ta mới làm đây. Em quay chị đây cái trúc dài chị này, đó, em tưởng đẹp không? Đó, trúc dài chị nha, đã lên hết bịch này, lên tược hết, bịch nào bịch cái lên tược đẹp, lên hết rồi. Đó, bên kia là ngắn này, có hai bụi dài em chưa vào. Đây này, cái trúc chết này. Đó, chút chết là mấy bụi này, chục bụi hơn chục bụi này, thiếu mất còn tầm năm sáu bụi nữa thì em bứng vô cho nó đủ chứ giờ sao. Đó chứ em bây giờ bứng về cũng cực khổ đâu, bị chút đâu muốn chết đâu. Đó chị thấy không, em bứng rồi giờ rồi nó còn chết. Đó, quên mất không tưới ở cái góc phòng kia, đó mướn người ra vào vào một khúc này luôn. Đó.